Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Gơm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng, nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốc mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gươm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ờ chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng, dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nhá. Mà tôi sợ bô nít nó đến nó túm cổ sao tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt mỏi gà hơi tài khách đồng quá. Ôi giời. Dạ thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhôm nhắc cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay chả ma là nó nâng khăn chữa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt hả? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cây bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là gia các lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là gia các lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được. Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy?
Ừ, Thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là Thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe, cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này, có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi thì dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy mày vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giá hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Ôi này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên cái đĩa con bỏ 3 cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ. Còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Ơ thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người chả dại thế. Thôi đừng nói nhiều nữa đâu, để con bỏ cho. Tao bỏ cho mày 5 đồng 10 đồng rồi. Ừ thôi thế thôi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Rồi sao xuống thành khẩn nó khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ờ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cái nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Gớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con khánh này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn nghe lời thầy khấn với trần giang bà về bà xã nằm mà xa nỗi xa ở mẹ mà xa nằm xa nú xa mê mà trần giang bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. À, xong chưa mệt quá mày ơi. Con lại xong rồi ạ. Mày lại xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá.
tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thanh bạch bái lạy thanh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy tam phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thanh mới thương chứ lị sao mày dốt thế nhỉ? Mình gạt thanh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc thánh mà chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày mày lừa thánh thánh mới thương mày gớm con để rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Có mà thầy gieo quẻ bằng gì á? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều bói kiều nhá. Là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này. Mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này à, sầu chè chè nắm đất bên đường. Sầu sầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, thầy bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy. Xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá. Cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con lại con lật thịt để cho con lấy chồng. Chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang thầy 100. Đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường. Mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi. Ôi giời, con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao ở thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thế có tài. Thế nào lâm lay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu cine liền á. Này mẹ mày lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem cine hả mày? Con... Bây giờ đây, con quên, con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe. Thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này. Năm nay cô có chồng nhá. Nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Châu. Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này. Cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein à, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui. Chả phải người Iraq là người gì? Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không. Nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nghe. Giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không thầy? Mình có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi. Còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy.
Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi, mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi, vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, mày hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuối thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Chứ mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi, mệt quá. Thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy? Thôi con đi về nha thầy. Ừ, vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trẻ ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra, ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi, con ruồi. Gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à giời. Vào, vào, vào. Ruồi dạ. Đấy. Dạ dạ, dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi, tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á, ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm, ai mà con giả xin... bờ, tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc uổng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy.
Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ, tự nhiên, ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Còn gì nữa đó hả? Trời ơi! Có rồi! Cảm ơn trời! Cảm ơn trời! Tiền! Có gì? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày! 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 Ôi! 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 Nhìn lại coi, bà đỡ kiều trên nó ai hiếp mày? Ồ, hẹp. Theo một con khỉ, tôi lại đâu mà kêu heo. Ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi, tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chính mẹ sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì vậy ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây da. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra có thằng cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết à? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Năm muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê. Bà. Bà đi, để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nó vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhĩ sợ má rồi. Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà nói con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà đâu. Dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ. Xuống, bố xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ trời ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng không nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu, lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, già xìu dễ mà lên dùm. Khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác đứng dậy. Bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bắt nặng quá, bắt cảm đi thôi, giờ bắt tự xử giùm con đi, bắt nặng quá. Trời ơi, ui cha.
Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác, con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ, con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, khoan. Cô là y tá phải không? Dạ dạ dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không, tôi không, có chuyện không. Gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Không 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 không. Tôi có chuyện gấp mà. Không không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm, con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào bà leo bà hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thấy? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Bác. Hello honey. Oh, long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ con. Từ xưa giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi bay. Dạ, đi đi. Ê, cái gì vậy? Dạ, dạ. À. Trời ơi, dạ bác ơi, bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là à, con chưa thấy. Ở Mỹ nha, dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha. Dạ. Lạng hoạn tôi kiện cô đó, đi đi. Dạ, dạ, thôi xin phép bác con đi. Đi đi. Dạ, con đi nghe bác. Ê, đừng đi, đừng đi. Đi đi, đi im cho đi đi. Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ 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 con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông là ai vậy? Tôi tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa. Râu mọc lẻ vậy? Dẻ dẻ. Trời ơi, ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời đất ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đất ơi, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi. Mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. À. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ. Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy, ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng là con đuổi vô đây vậy. Còn lâu. Không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà. Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn bốn bức tường xung quanh. Buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi. Ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè. Bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà, nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm.
Tại sao tôi phải nói đó nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc, quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai, bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết, tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó trên hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu làm sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất nết. Du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về ăn đón giao thừa ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng đã leo lỗi luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng kịch thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng chết lâu rồi nhột. Làm mà phải tôi giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu vẫn không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ôi, thôi, tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa là giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa lạ quá. Ông hùng cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ, vậy nhiêu tiền vé hả bác? 10 đô. Để con coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy, để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Già bởi vậy cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà cái xong à. Khúc cuối mày đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mày ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả? Con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi á. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm cái gì cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my god. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ổng? Con kẹp nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ổng. Trời ơi, mày, đứng lại. Không, trời ơi, quên mày luôn. Trời ơi,
không dám cái gì vậy luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quất mày luôn. Ông già đâu ông nội? Ba tôi đó. Ba. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2 bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Con ơi. Con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Rước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà, nói với tôi là tôi tệ bạc, thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người này... già như vậy nè. Rảnh quá, mà ngồi quá như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi em coi tới đâu mà tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ tại vì em coi phim sao rồi em. Ba nỡ nào ba ra ngoài đường ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi. Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết. Thôi con của ông như vậy rồi chúng ta chia tay. Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tới rồi ông không có được đi tới rồi. Trời ơi, tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Ông Báo, Chim Mừng gọi đại bàng. Con bắt được bà lão rồi. Tôi đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chuyến cuối rồi. Xe buýt đến bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô mà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong, mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... không được? Nè, cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi nào luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi mày. Tao chửi con hả bà? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Đi cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem chèm đi theo có sao đâu. Dạ. Bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu có. Bà nó cũng về mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi,
đi theo chị cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh, bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì vậy? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là trời ơi, bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Giả rồi chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng á bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Bánh ra. Dạ. Vậy cho bác về đón giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. À. Dạ. Vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở về. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con phòng con? Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hồi nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô y tá. Dạ dạ thôi đi. Đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Quay. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ vai bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ vai. Hèn gì thấy cái vai nó hơi sệ nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi một chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy. Bà y tá này bà xin về ba thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh nè bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Biết rồi. Dạ. Nhanh bác. Như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời cho ơi. Nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá. Giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng như nè, không à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á.
Dạ, dạ. Tại tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong trong nước sinh hôm chứ. Đây, 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 bắt đội đó để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi, đi nói chuyện mình nha. Trời ơi. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ, yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè, yeah. Năm nay năm tuổi á, yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, à, không rõ, hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọt dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng một cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sống gà đấy. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có à, phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi, ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi,
vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi đi về đi. Không có đâu, xin lỗi bà hiểu lầm ý tôi rồi. Cứ xin đem chăn chối hoài. Mới xin bữa nay mà. Dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đem chăn chối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông chăn chối mà tôi chăn chối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, nghe nói nè, cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à? Em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có. Không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai á? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Tôi có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1000 lượng vàng của em. 1000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À, em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi.
ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn, sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tao lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được đâu, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Lên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì la. Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi, có vậy mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Anh biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe gì?
Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoạt xem mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm thứ áo, không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo hồng sớm ta đừng về vắng bóng đỡ đỡ buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, vững gồng riêng là mình tính chuyện trăm năm.